Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và mừng xuân Quý Mão, sáng nay Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương dâng hoa có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước anh linh Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới và có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn một lòng theo Đảng, hết lòng phụ sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các đồng chí, những con người đã không tiếc máu xương, dâng hiến cả tuổi trẻ hạnh phúc của đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc.